Mê cung hang Sablino được mệnh danh là tam giác quỷ của nước Nga. Đây là nơi xảy ra một vụ mất tích bí ẩn khó lý giải. Đến nay, giới điều tra vẫn chưa thể sáng tỏ vụ việc này. Mê cung hang Sablino nằm cách thành phố Peterburg khoảng 40 km. Hệ thống mê cung này được cho là có chiều dài hàng chục km. Các nhà chuyên gia chưa thể khám phá toàn bộ nơi này nên chưa có con số chính xác. Lối vào những đường hầm bên trong mê cung khổng lồ này gồm có 14 hang động ven bờ sông. Người dân địa phương đặt một số biệt danh dành cho những đường hầm này như máy xay thịt, máy chém, vỉ đập ruồi hoặc xe điên. Giống như tam giác quỷ Bermuda, mê cung hang Sablino là nơi xảy ra một vụ mất tích kỳ bí và những sự việc bí ẩn. Vào đầu những năm 1990, hang Sablino là nơi cư trú của những người bất mãn với xã hội, các thành viên băng đảng hoặc không có nhà cửa. Theo một số tài liệu, trong thời gian từ năm 1982 đến năm 1984, khoảng 300 người sinh sống ở đường hầm trong mê cung Sablino ở Liên Xô, ngày nay là Nga. Trong khoảng thời gian đó, một số người đột nhiên mất tích bí ẩn ở mê cung hang Sablino mà không để lại dấu vết nào. Dù lực lượng chức năng tới điều tra nhưng cũng không thể tìm thấy những dấu vết hay người mất tích. Không ai có thể tìm ra những người này bị thế lực nào bắt cóc. Từ đây, một giả thuyết cho rằng bên trong mê cung hang Sablino có một lỗ hổng thời gian. Những người mất tích vô tình đi vào lỗ hổng này và đến một thế giới khác. Theo thời gian, những vụ mất tích bí ẩn này khiến cho mê cung Sablino trở thành địa điểm thu hút sự chú ý của những người thích mạo hiểm. Một số người từng ghé thăm mê cung Sablino kể rằng nếu không đi cẩn thận theo hướng dẫn thì có thể bị lạc dễ dàng. Thêm nữa, một số khu vực trong mê cung hang Sablino khá nguy hiểm khi có vài nhà địa chất khảo cổ học tử nạn trong quá trình làm việc. Vì vậy, một đài tưởng niệm dành cho các nạn nhân được dựng lên bên trên phía hang động Sablino. Đồng thời, một nhà nguyện bên trong hang có sức chứa khoảng 60 người trở thành địa điểm lui tới của nhiều người.